cạn trời đáy. Tình trạng này đã diễn ra trong suốt 2 tháng qua. Nay thì đã khác. Nguồn nước chảy giạt rào này đến từ việc khoan giếng. Trước khi khoan giếng thì là từ ngày mất nước giờ là cứ phải xin của những nhà xung quanh. Xin của những nhà xung quanh là cũng chủ yếu là giếng khoan thôi. Đấy, thì xin nhiều quá thì cũng ngại, cho nên bắt buộc là phải khoan, thuê khoan, không có nước dùng. Ông Hồng cho biết tổng chi phí cho máy móc và thuê thợ mất gần 10 triệu đồng. Ngách 52/25/43, làng Phú Mỹ, nơi ông đang sống, có hơn 10 hộ dân, thì hộ nào cũng đều phải đào nước giếng khoan. Nhu cầu của người dân là nói chung là không đủ nước cho nên là phải khoan giếng. Đấy, cho nên mỗi bình quân mỗi một tháng là chúng tôi sẽ làm cho phục vụ và các nhà hàng và người dân sẽ một bình quân là tầm độ từ 30 đến 40 cây giếng khoan để phục vụ cho người dân. Mỗi lần bơm nước lên sử dụng, chị Đoàn Thị Loan đều phải kiểm tra lại nguồn nước. Ai cũng biết nước giếng khoan nhiễm bẩn, không bằng nước máy. Nhưng rơi vào hoàn cảnh này, có vẫn còn hơn không. Khoan cái giếng dùng thì biết là giếng khoan thì nó cũng không được đảm bảo đâu, nhưng mà không có nước thì vẫn cứ phải khoan để lấy nước dùng thôi. Chứ còn bây giờ mà bảo cứ trông chờ nước máy đấy, xuống phường, xã kêu thì các ông cứ bảo rằng là bây giờ nhà máy nước sông Đà người ta bơm bé, chảy nó không bò đến đây. Đấy, thì bây giờ thì cứ trông chờ nước máy thì không có thì bắt buộc phải khoan cái giếng. Theo những người dân nơi đây, sau khi khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11, người dân ở các xã phường khác đã có nước sinh hoạt, thì họ vẫn không có một giọt nước chảy về. Giờ họ chỉ còn biết tự cứu mình bằng việc khoan giếng và trông chờ vào những cơn mưa